Nhà họ Phạm giàu có thật đấy. Lễ cưới sang trọng thế này chắc cũng nhất nhì thành phố Hải rồi. Các gia tộc quyền thế nhất thành phố đều đến đủ cả rồi. Có thể thấy họ rất xem trọng cô dâu. Nghe nói cô dâu hôm nay không phải thiên kim tiểu thư gì, mà là một người xuất thân bình thường, trong gia đình bình thường. Vậy không phải là lọ lem sao? Thường thì lọ lem mới chính là chân ái. Cuối cùng con cũng được như ý nguyện. Hôn lễ mà đúng ra là của Đàm Minh Nguyệt, đến cuối vẫn là của con đấy thôi. Đàm Minh Nguyệt, tôi chính là muốn giành hôn lễ của chị, giành người chị yêu, cướp lấy vị trí của chị. Chị đầu thai tìm người khác đi nhé. Hôn lễ sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin mời cô dâu và chú rể vào lễ đường. Quả là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Được làm dâu Phạm gia, con gái bà có phước thật đấy. Sau này xem như đổi đời rồi. Trở thành mẹ vợ của chủ tịch Phạm thị cũng xem như là gia đình quyền quý rồi. Các cậu quá khen rồi. Sau này có cần giúp đỡ gì cứ nói nhé. Chú rể Phạm Hưng và cô dâu Bạch Vivi, hai người có đồng ý tuyên thệ với đối phương? Sau này dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, dù thuận lợi hay trắc trở, hai người cũng sẽ yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau, mãi mãi không chia lìa, nắm tay nhau đi đến cuối đời. Tôi đồng ý. Tôi không đồng ý. Đàm Minh Nguyệt, không phải chị đã làm sao? Tưởng tôi là ma hả? Khiến cô thất vọng rồi. Bạch Vivi, cô gài bẫy tôi. Tôi phản bội Phạm Hưng từ khi nào chứ? Tôi thuê sát thủ hại người từ khi nào chứ? Tất cả việc này đều do cô làm phải không? Đúng vậy, chị gái. Tôi chính là muốn chị thân bại danh liệt, chính là muốn anh Phạm Hưng phải chán ghét chị. Dựa vào cái gì mà một thiên kim đại tiểu thư ngu ngốc có thể nhận được mọi thứ, còn tôi chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối? Mọi thứ của chị sau này sẽ là của tôi rồi. Chị ơi, đời sống riêng tư của chị, đoạn phim lén lút với người khác đang được lan truyền khắp nơi. Bây giờ âm mưu thuê sát thủ bị lộ, bởi vì chịu không nổi công kích nên đã kết liễu. Mọi người sẽ không hiếu kỳ chứ? Chị nhanh chóng kết liễu đi, nhường lại vị trí của chị cho tôi. Sau này người đàn ông của chị là của tôi, hạnh phúc của chị tôi sẽ hưởng. Phạm Hưng, cứu em. Em vẫn muốn sống. Cô lại đang giở trò gì nữa? Em không có. Em cầu xin anh, xin anh hãy cứu em. Trang điểm đẹp đấy, diễn xuất càng ngày càng tốt. Đàm Minh Nguyệt, cô bây giờ thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Em sắp không trụ nổi. Phạm Hưng, hôm nay anh bước ra ngoài, em sẽ quyên sinh cho anh xem. Cô bây giờ quả thật là không từ mọi thủ đoạn, hèn hạ đến mức khiến người ta buồn nôn. Đừng gọi cho tôi thêm lần nào nữa. Muốn quyên sinh thì làm đi. Phạm Hưng, anh phải hứa với em, cả đời này phải đối xử tốt với em, không được rời xa em. Cô gái ngốc, anh hứa cả đời này chỉ yêu một mình em, mãi mãi không buông. Em không tin, anh thề đi. Anh xin thề.
em cũng thề. Anh là đồ lừa đảo. Không phải đây là Đàm Minh Nguyệt Thiên Kim của Đàm Thị sao? Cô ấy đến để cướp hôn. Làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn dám xuất hiện. Phải là tôi đập đầu quyên sinh từ lâu rồi. Không biết xấu hổ, lại dám đến cướp hôn nữa. Lôi cô ta ra ngoài. Đuổi cô ta đi, cút đi, biến đi. Chị Minh Nguyệt, em không biết sao chị lại nói em như vậy. Em biết chị hận em vì em cướp mất anh Phạm Hưng. Vậy đi, em nhường anh ấy cho chị. Vì cô đến đây làm gì? Cố ý đến phá hôn lễ của tôi sao? Đúng vậy, tôi đến là phá hôn lễ của anh đấy. Sao mặt cô dày thế? Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi kết hôn với ai? Không đến lượt cô quyết định đâu. Anh muốn cưới ai? Tôi đâu có quan tâm. Nhưng riêng cô ta thì không được. Tại sao chứ? Bởi vì cô ta không xứng. Cô ấy không xứng. Cô xứng sao? Tuy gặp người tệ bạc như anh, tôi không tha thiết gì, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Đàm Minh Nguyệt, tôi ngay thẳng chính trực, có chỗ nào không xứng với anh chứ? Cô có mặt mũi nói mình ngay thẳng chính trực sao? Được thôi, nếu cô không sợ xấu hổ, tôi cũng không cần giữ thể diện cho cô nữa. Tôi hỏi cô, là ai ngoại tình trước ngày đính hôn? Là ai khiến Bạch Vi Vi không thể có con? Đàm Minh Nguyệt, cô thật sự khiến tôi ghê tởm. Tôi chưa thấy ai trơ trẽn hơn cô. Tôi không muốn thấy cô nữa. Đi đi, cút khỏi hôn lễ của tôi đi. Cô đánh tôi sao? Tôi đánh anh đấy. Không biết gì mà cứ tự cho mình là đúng. Nhìn đời phiến diện. Phạm Hưng, người nên thất vọng là tôi đây này. Anh lấy cái gì mà tự tin tôi còn tình cảm với loại người như anh chứ? Ngay từ giây phút anh ngắt máy điện thoại, tôi với anh đã chấm hết rồi. Đàm Minh Nguyệt, cô, tôi làm sao? Đừng nghĩ là mình đúng hết. Hôm nay tôi đến đây không phải vì anh, mà là vì cô ta. Mọi người, hôm nay tôi đến đây là để lột trần bộ mặt thật ác độc của cô dâu Bạch Vi Vi, để rửa sạch tất cả tội danh oan ức mà cô ta gán cho Đàm Minh Nguyệt tôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Đàm Minh Nguyệt, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi chưa bịa đặt chuyện gì bao giờ. Bạch Vi Vi, trong một năm qua, cô đã phạm phải tội ngụy tạo chứng cứ, vu khống người khác, tội bỏ thuốc mê người khác, tội ăn cắp bí mật tài chính của công ty, tội dùng tiền mua chuộc người khác, tội bắt cóc người, thậm chí là sát hại người khác. Cô vẫn bình thản kết hôn được sao? Hôm nay, hoặc là cô tự giác đầu thú, hoặc là bị công an bắt giữ và đưa về đồn điều tra. Chọn đi. Chuyện gì vậy? Đàm tiểu thư này xem ra đã có sự chuẩn bị. Tội danh này sao nghe có vẻ quen quen? Tất nhiên là quen rồi. Tiểu thư Đàm gia, cũng chính vì chuyện này mà thân bại danh liệt. Cô dâu sao lại sợ đến vậy? Chẳng lẽ đã làm gì sai sao? Đáng ghét, sao con nhỏ này vẫn còn sống vậy? Không được, mình không thể để nó hủy hoại vinh hoa phú quý của hai mẹ con mình được. Vì vì Đàm tiểu thư, tôi biết mẹ con chúng tôi xuất thân thấp kém, không tiền không quyền, nhưng mà cô cũng không thể vu khống Vi Vi như vậy. Vi Vi nhà chúng tôi từ nhỏ đã ngoan hiền, ngay cả một con kiến cũng không dám dẫm, làm sao có thể làm ra những tội danh cô nói. Xin lỗi chị gái, em biết chị ghét em vì đã cướp anh Phạm Hưng,
nhưng em không thể sống trái lương tâm, chịu những tội danh đó thay chị được. Bởi vì rõ ràng chị mới là người phạm những tội này. Đúng vậy, tôi nhớ lúc đó các phóng viên đã đưa tin. Lúc diễn ra lễ đính hôn của Đàm Gia và Phạm Gia đã lộ ra tin ngoại tình của Đàm tiểu thư. Tất cả chúng ta ở đó đều đã tận mắt nhìn thấy. Thuê sát thủ, rồi bắt cóc hại người. Không phải là cô gây ra mọi chuyện sao? Bây giờ còn dám trả đũa lại. Đủ rồi đó. Đàm Minh Nguyệt, cô còn mặt mũi nói chuyện này? Rõ ràng mọi chuyện là do cô gây ra. Vivi đã vì cô mà nhẫn nhịn, chịu đựng lâu nay, còn nhắc nhở tôi đừng so đo với cô. Vậy mà giờ cô lại đến vu khống Vivi. Cô đúng là hết thuốc cứu chữa rồi. Người đâu? Đưa cô ta ra khỏi đây. Đám cưới của tôi không chào đón loại người này. Chị gái, cam chịu số phận đi. Dừng lại. Lê Quốc Cường, đệ nhất thánh y khoa ngoại ở thành phố Hải, đại thiếu gia hào môn thế kỷ. Dừng lại. Ai dám đụng vào cô ấy? Chào thiếu gia. Lê Quốc Cường, sao cậu không ở trong bệnh viện? Đến đây làm gì hả? Tôi là đệ nhất thánh y khoa ngoại ở thành phố Hải, tất nhiên là đến giúp tiểu nguyệt của tôi chữa cho ai đó vừa điếc vừa mù, nên không coi ai ra gì. Đây là đồng minh của cô hả? Cô nghĩ chỉ dựa vào Lê Quốc Cường thì có thể bảo vệ cô, phá hỏng đám cưới này sao? Phạm thiếu gia, bảo vệ được hay không, không đến lượt anh quyết định. Nếu tôi nhớ không nhầm, khách sạn 5 sao này hình như là của Lê Thị tôi. Chỉ cần tôi ra lệnh, đám cưới này của hai người sẽ... Không, không thể được. Đám cưới này nhất định phải diễn ra. Anh Phạm Hưng, đủ rồi. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hôm nay tôi đến đây chính là để cổ vũ cho Tiểu Nguyệt. Trước khi ân oán của Tiểu Nguyệt và Bạch Vi Vi được giải quyết rõ ràng, không một ai được can thiệp, càng đừng hòng rời đi. Tôi nghĩ chắc mọi người sẽ nể mặt đại thiếu gia Lê gia tôi, dành một chút thời gian để xem kịch thần tiên đánh nhau. Người phàm chịu thiệt, không thể đắc tội với Phạm Thị, càng không thể đắc tội với Lê Thị. Phải làm sao đây? Phải tự giữ mạng trước thôi. Đồng ý, tất nhiên chúng tôi đồng ý. Tôi đồng ý, tôi cũng rất muốn xem. Đúng vậy, đừng nói một vở kịch, 100 vở chúng tôi cũng muốn xem. Có ai dám từ chối không? Tiểu Nguyệt, tất cả đã vào vị trí rồi. Hôm nay là sân khấu của cô. Khổ thân tôi, mẹ quá con côi, không nơi nương tựa. Bây giờ Vivi nhà chúng tôi còn bị người khác bắt nạt, sao số của tôi lại khổ thế này? Sau này mẹ phải sống như nào đây? Vivi, mẹ, dì Mai, dì yên tâm, chỉ cần Vivi vô tội, cháu sẽ không để ai gán cho Vivi tội danh bịa đặt không có thật. Vậy sao? Chúng tôi sẽ chống mắt lên xem. Cô đừng giấu nữa, không thoát được đâu. Chị gái, em không hiểu chị đang nói gì hết. Sao chị cứ đổ tội lên người em vậy? Rõ ràng em không làm chuyện này, mọi người cũng sẽ không tin chị đâu. Vậy là cô không muốn đầu thú chứ gì? Chị gái, rõ ràng em không làm gì cả, tại sao phải đi đầu thú? Được, nếu cô không muốn nhận tội, vậy thì tôi sẽ tung ra mọi bằng chứng, phơi bày bản chất xấu xa của cô. Mang bằng chứng ra đây. Chị gái, chị đang đùa gì vậy? Rõ ràng em không làm gì cả, lấy đâu ra bằng chứng chứ? Không có bí mật nào có thể giữ mãi. Bạch Vi Vi, nếu cô không muốn người khác biết thì đừng có làm. Chỉ trách lúc đầu tôi quá ngu ngốc, chưa từng nghi ngờ cô. Nếu không, cô sẽ không thể có được ngày hôm nay. Bạch Vi Vi, cô có muốn đoán xem bằng chứng đầu tiên là gì không? Em không làm gì sai hết, sao mà em biết được? Ra vẻ huyền bí. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tôi không tin chị sẽ tìm được bằng chứng. Muốn hại tôi, đừng có mơ. Vậy sao? Làm sao có thể? Sao chị ta lại có nó?
Không phải mình đã tiêu hủy rồi sao? Trông rất quen phải không? Em chưa từng thấy. Cô tính làm gì? Em chỉ muốn cầm lên xem thôi. Đây rõ ràng là một cái USB bình thường. Thì chứng minh được cái gì? Chị gái, không phải chị đang muốn dựng chuyện vu khống em sao? Vậy tôi sẽ giúp cô trả lời nha. Ở lễ đính hôn, cô đã dựng chuyện phỉ báng tôi như thế nào? Chiếu nội dung này lên đi, để mọi người xem rõ ai mới là người lả lơi ong bướm, không biết xấu hổ. Cứ chờ xem. Cái này nôn vậy hả, Minh Nguyệt? Tiểu Nguyệt à, anh sẽ cho em lên đỉnh nha. Đây không phải là video lúc trước đã xuất hiện trong buổi tiệc đính hôn của Đàm tiểu thư sao? Tôi nhớ lúc đó đã bị Phạm thiếu gia ra lệnh chặn lại rồi. Đàm tiểu thư điên rồi, bây giờ quá khứ đen tối của bản thân bị lộ rồi. Cái này, đây là đang chứng minh gì vậy? Thật là vô liêm sỉ, cái này vậy mà cũng dám lấy ra, đúng là không biết xấu hổ mà. Đàm Minh Nguyệt, cô đang phát điên gì vậy? Sao có thể phát loại video này lên đây được? Mau tắt nó đi cho tôi. Phải đó, chị ơi, sao chị có thể phát video này lên đây được chứ? Chị có biết trước đây, vì để xóa bỏ đoạn video này mà anh Phạm Hưng đã tốn bao nhiêu để em đi không? Tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức không? Tại sao tôi phải tắt? Video này vốn dĩ là giả đó. Người trong video đó căn bản không phải là tôi, là cô ta, Bạch Vi Vi. Tôi có gì mà phải xấu hổ chứ? Chị ơi, em không biết chị đang làm gì, nhưng cho dù chị có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật. Anh Phạm Hưng nói rồi, rõ ràng chỉ có chị là có vết mất hình hoa đào. Xin lỗi anh Phạm Hưng, em không cố ý nói vậy đâu. Chuyện này không liên quan đến em. Đàm Minh Nguyệt, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Đừng để chuyện này có thêm bất kỳ liên lụy nào nữa. Lập tức tiêu hủy video này liền cho tôi. Đừng hòng. Đây là bằng chứng của tôi. Chỉ có nó mới chứng minh được sự trong sạch của tôi. Cho nên, ý của cô là lúc trước tôi không nên lo chuyện bao đồng, đi tiêu hủy đoạn video này. Không nên tốn tiền đi bịt miệng bọn họ. Không nên đổ oan cho cô. Đúng vậy, là anh có mắt như mù, đổ oan cho tôi. Anh còn chiều theo Bạch Vi Vi, đặt điều tôi, là mấy người cấu kết với nhau hại tôi đến nước này. Tôi đuôi mù, tôi cấu kết làm chuyện xấu là tôi hại cô. Vậy cô nói cho tôi biết, ngoài cái vết mướt trên người cô có ra thì còn ai có nữa? Còn ai nữa? Lúc trước rõ ràng là tôi đã tận mắt nhìn thấy mà. Làm anh thất vọng rồi sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại không có? Lẽ nào lúc trước mình đổ oan cho cô ấy thật sao? Anh Phạm Hưng, chắc chắn là chị rồi. Chắc chắn là chị bảo bác sĩ Lê xóa vết bớt đi. Phải, nhất định là như vậy. Đàm Minh Nguyệt, cô đừng hòng lừa tôi nữa. Anh đừng vội, tôi còn nhiều bằng chứng để cho mọi người xem lắm. Rốt cuộc là ai đuôi mù, ai bịa chuyện, ai bôi nhọ tôi? Đem vật chứng tiếp theo lên cho tôi. Đây là cái gì? Đây là ly rượu tôi đã uống qua trong bữa tiệc đính hôn. Nó sẽ chứng minh mọi thứ. Chị ơi, đính hôn vui vẻ nhé. Thật ghen tị với chị quá, có thể đính hôn cùng anh Phạm Hưng. Nếu như đã biết tôi và Phạm Hưng sắp đính hôn với nhau thì đừng gọi anh này anh nọ nữa. Ai không biết sẽ tưởng nhà cô đang nuôi gà đấy. Vi Vi sẽ tránh để gây hiểu lầm. Vậy chị có thể chấp nhận lời chúc phúc của em không? Chị yên tâm, tay chân Vi Vi sạch sẽ lắm. Tôi tin cô cũng không dám. Hôm nay chị đẹp thật đấy. Tôi phải đến hội trường rồi.
Đây không phải mình. Đàm Minh Nguyệt, anh nghe em giải thích. Chuyện không phải như vậy. Còn gì để giải thích nữa? Em thiếu hơi đàn ông đến vậy sao? Không phải, anh sẽ đáp ứng cho em. Không phải mà. Anh bình tĩnh chút đi. Người đó không phải là em. Em không có ngoại tình. Không phải em. Em nghĩ anh bị mù sao? Gương mặt của em, vết bớt trên người em, cả đời anh cũng không quên được. Em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Không phải mà. Phạm Hưng, Phạm Hưng, anh nghe em nói, đây không phải là vết bớt. Nó sẽ biến mất. Anh phải tin em. Anh tin. Tin chứ, lời nói dối của em. Anh tin em. Thiếu hơi đàn ông. Không được. Chúng ta vẫn chưa làm đính hôn. Anh bỏ em ra. Bắt đầu từ hôm nay, bị cấm túc 1 tháng. Đàm Minh Nguyệt, cô thật sự khiến cho tôi rất thất vọng. Phản bội tôi, cho tôi 1 cặp sừng còn chưa nói, còn dám thuê sát thủ tới trừ khử Vivi. Không phải đâu, em không hề làm loại chuyện như vậy. Thiên Kim hào môn thành phố Hải, Đàm Minh Nguyệt, đời sống cá nhân hỗn loạn, bây giờ hành động càng thêm điên rồ, thuê sát thủ, khiến cho thiếu nữ vô tội phải mang thương tật suốt đời. Là cô ta hãm hại em. Cô cho rằng tôi sẽ tin mấy lời ba hoa này của cô sao? Cô thật sự khiến tôi rất thất vọng. Đàm Minh Nguyệt, từ nay về sau, hôn ước của chúng ta xóa bỏ. Em không muốn. Phạm Hưng đừng đi, anh đừng đi. Anh không thể làm thế với em. Hôm nay anh bước ra ngoài, em sẽ quyên sinh cho anh xem. Ngoại trừ chiêu này, cô còn có thể làm gì? Ai mà nghĩ tới, chỉ một ly rượu mà bắt đầu làm cho đại tiểu thư Đàm gia tôi đây thân bại danh liệt đâu chứ. Phạm Hưng, anh không biết đâu, cái gọi là hình xăm là để tôi bảo vệ huyết mạch Đàm gia, dùng máu bổ câu để xăm, muốn nó hiện rõ màu sắc phải uống đồ uống có cồn, ít nhất là trước 3 tiếng mới được. Cả buổi sáng hôm đó tôi đều ở cạnh bên anh, tôi lấy đâu ra thời gian để uống chứ? Cho dù có uống rượu đột xuất, nó cũng không thể xuất hiện. Đoạn video này là giả, vết bớt cũng là giả. Làm sao có thể? Nếu như đó là hình xăm, sao lúc đầu cô không giải thích? Giải thích? Anh cho tôi cơ hội giải thích sao? Khi tôi nhắc đến chuyện này, anh liền cấm túc tôi. Khi tôi nói chuyện này, anh cũng gạt sang một bên. Thậm chí, đoạn video giả này cũng là nhờ Quốc Cường tìm giúp tôi đấy. Phạm Hưng, là do sự kiêu ngạo của anh nên đã tự mình hủy hoại đi mọi thứ. Cái gì? Vết bớt này hóa ra là giả. Tôi cứ tưởng đó là vết bớt của gia tộc. Mọi người đều biết, mỗi một người của Đàm gia đều có. Nào ngờ đó chỉ là hình xăm gia tộc. Tin đồn hại người mà. Xem ra lần này tôi thật sự đã trách nhầm Đàm tiểu thư rồi. Hóa ra Đàm tiểu thư vốn không hề ngoại tình. Không ngoại tình thì đã sao? Vết nhơ trên người cô ta không chỉ có thế, cô ta còn tự biên tự diễn bắt cóc Bạch Vivi, còn thuê cả sát thủ hại người ta tàn tật cả đời. Tôi cũng chỉ thảo luận chút thôi. Hơn nữa ngay cả chuyện này cũng là giả. Vậy chuyện sau này, Minh Nguyệt, anh xin lỗi. Bây giờ xin lỗi thì đã muộn rồi. Hôm nay tôi chính là muốn Bạch Vivi quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh Phạm Hưng, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Minh Nguyệt, chuyện này là lỗi của anh, không liên quan đến Vivi. Lúc đó cô ấy chỉ muốn chúc mừng em thôi, nên mới đưa cho em 1 ly rượu. Sao không liên quan được? Động cơ lớn nhất chính là cô ta.
Người được lợi cũng là cô ta. Nếu không phải do đoạn phim giả mà cô ta và Tôn Thiên làm ra, nếu cô ta không đưa cho tôi ly rượu này, tôi đường đường là đại tiểu thư của Đàm gia, sao có thể tai tiếng ngập trời được, mất hết danh dự. Đủ rồi. Đàm Minh Nguyệt, cô đừng có quá đáng. Con gái của tôi hoàn toàn trong sạch, sao có thể ra ngoài lêu lỏng với đàn ông được. Huống chi ban đầu là Tôn thiếu gia theo đuổi cô, đó là chuyện cả thành phố đều biết. Ai mà không biết Tôn thiếu gia thích người đẹp nhưng thích thể diện hơn. Cái tát từ chối của lúc trước, nói không chừng làm Tôn thiếu gia giận cô. Đúng đó, chị ơi, chuyện này không liên quan gì đến em cả. Có lẽ Tôn thiếu gia vì yêu sinh hận, nghĩ rằng không có được thì hủy hoại. Nói như vậy cũng đúng, tên công tử bột của Tôn gia cũng là một tên thích thể diện. Đúng vậy, tên Tôn thiếu này không chỉ thích thể diện còn độc ác. Những cô gái từng được cậu ta theo đuổi, nếu không đồng ý, cậu ta đều sẽ giày vò họ. Hơn nữa, sau đó họ sẽ quay lại cầu xin cậu ta. Như vậy thì rất có thể là do Tôn Thiên làm. Thấy chưa, chị ơi, chuyện này không liên quan đến em. Cô đừng vội chối chứ. Dù gì Tôn Thiên cũng là đồng bọn của cô mà, sao có thể phản bội cậu ta. Cậu thấy đúng không, Tôn Thiên? Bạch Vi Vi, cái con khốn, dám phản bội tôi. Không ổn, tên ngu này sao bị bắt rồi? Đây không phải là Tôn đại thiếu sao? Sao cậu ta bị bắt rồi? Anh không nghe thấy cậu ta và Bạch Vi Vi đang chó cắn chó sao? Không chừng thật sự có âm mưu gì đó. Không lẽ trên đoạn phim là cậu ta và Bạch Vi Vi thật sao? Anh nói nhảm gì vậy? Tôi căn bản không biết anh. Không biết sao? Trên giường cô lẳng lơ lắm mà, xuống giường là trợ mặt không nhận người sao? Em không có. Anh Phạm Hưng, em không biết anh ta. Anh Phạm Hưng, anh không tin em sao? Anh thả tin lời của một công tử bột cũng không muốn tin em sao? Hóa ra trong lòng anh Phạm Hưng, Vi Vi chính là một người đắm chìm trong trụy lạc sao? Được, vậy hôm nay em sẽ lấy tính mạng chứng minh sự trong sạch. Em tuyệt đối sẽ không bôi nhọ tên của anh Phạm Hưng và ba. Vi Vi, không thể quyên sinh được con ơi. Ba con đã không còn nữa, con mất rồi thì mẹ phải làm sao? Được rồi, Minh Nguyệt, Vi Vi và dì Lý, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của anh. Anh không thể bỏ mặc họ được, càng không thể để họ bị đổ tội oan được. Hơn nữa, chỉ dựa vào lời một phía của tên khốn Tôn Thiên, căn bản không có sức thuyết phục. Lại là ân nhân cứu mạng. Anh 10 năm như một, suốt ngày chạy đến Bạch gia, nào là tặng tiền, tặng đồ, đưa bao nhiêu cũng không đủ cái ơn cứu mạng này. Còn phải lấy cả mạng của con anh ra đền thay, cũng không đủ sao? Lẽ nào anh còn muốn cả mạng của tôi nữa sao? Minh Nguyệt, em có thai sao? Chuyện từ khi nào vậy? Sao em không nói cho anh biết? Anh gọi bác sĩ đến ngay. Anh bình tĩnh lại chưa? Anh có nghe rõ tôi nói gì không? Con anh mất rồi, sảy thai rồi, bị anh lấy đi, trả ơn cứu mạng rồi. Minh Nguyệt, em đang nói gì vậy? Sao anh có thể lấy mạng con của mình để trả ơn cứu mạng được? Em lừa anh đúng không? Anh tự mình xem đi, đây là nghiệp mà anh tự tạo đó. Không thể nào. Minh Nguyệt, em đang lừa anh đúng không? Sao lại như vậy? Con của anh sao lại mất được? Có phải là em không bảo vệ nó không? Có phải là vì em muốn báo thù anh nên mới cố ý để mất nó đúng không? Báo thù? Anh xứng sao? Sao mất hả?
sao không mất được? Không phải do ban đầu khi chọn một trong hai, anh nhất quyết chọn Bạch Vi Vi sao? Trời lớn đất lớn, ơn cứu mạng là lớn nhất. Ai có thể đọ với cái người tên Bạch Vi Vi chứ? 21 tháng 3 là vụ bắt cóc đó. Lúc đầu không phải anh luôn tỏ ra mình là người trọng tình trọng nghĩa sao? Giữa vị hôn thê và con gái của ân nhân cứu mạng, anh không chút nghi ngờ mà chọn Bạch Vi Vi là anh đã tự tay lấy mạng con của mình. Tôi không biết cô đã có thai. Vụ bắt cóc đó không phải cô tự biên tự diễn sao? Tôi lấy tính mạng con mình ra làm trò đùa sao? Phạm Hưng, anh tin sao? Bây giờ anh có tin thì cũng muộn rồi. Tôi nói cho anh biết, vụ bắt cóc này là do Bạch Vi Vi và Tôn Thiên một tay sắp đặt. Bọn họ muốn hãm hại tôi. Cô nói gì? Anh không nghe nhầm đâu. Bạch Vi Vi chính là kẻ chủ mưu. Chính tay anh đã vứt bỏ đứa con của mình và cứu bọn chủ mưu. Chuyện gì đây? Lúc đầu không phải báo cáo nói rằng vụ bắt cóc này là do cô Đàm một tay sắp đặt sao? Không phải vụ bắt cóc đó không có ai thiệt mạng sao? Người cũng được cứu, bọn bắt cóc cũng chạy rồi, không ai mất sao? Con của cô Đàm và Phạm Thiếu Gia đã mất rồi đấy, nhưng mà trên tin tức có nói gì đâu. Trời ơi, Bạch Vi Vi này cũng quá độc ác rồi. Lấy mạng người không cần dùng đau mà. Anh Hưng, em không có. Anh cũng biết, vào hôm bắt cóc đó em cũng bị thương, em cũng là nạn nhân mà. Đúng vậy, lúc đầu Vi Vi của chúng tôi cũng bị bắt cóc mà. Sao con bé có thể là chủ mưu được? Người bị hại sao? Nếu không phải lúc đầu cô xúi dục tôi bắt cóc Đàm Minh Nguyệt thì sao ông đây phải ngồi tù? Tôi nói cho cô biết, ông đây không được yên thì cô cũng đừng mơ được thoát tội. Phạm Hưng nghe tôi nói đây, cô ta mới là kẻ chủ mưu. Cô ta nói với tôi, chỉ cần tôi giải quyết Đàm Minh Nguyệt, chỉ cần cô ta trở thành thiếu phu nhân của Phạm gia thì kiểu gì cũng có phần của tôi. Im miệng đi. Cậu Phạm, cậu tuyệt đối không được tin lời của tên khốn này. Vi Vi nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan. Cái tên cặn bã này không bằng không chứng, sao cậu dám vu oan Vi Vi nhà chúng tôi? Ai nói tôi không có bằng chứng? Ba giờ chiều mai tôi sẽ hẹn chị ta đến quán rượu. Đến lúc đó anh hãy ra tay bắt chúng tôi đến khu ngoại ô. Gấp vậy sao? Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Cô có chắc Phạm Hưng sẽ không phát hiện chứ? Không thể trì hoãn thêm nữa. Gần đây Phạm Hưng luôn ở trong phòng chị ta. Theo quan sát của tôi, có khả năng là chị ta có thai rồi. Nhân lúc chị ta chưa phát hiện ra, phải giải quyết mối lo này ngay. Nghe rõ chưa? Như vậy đủ chi tiết chưa? Không chịu thừa nhận nữa sao? Bạch Vi Vi, nói cho tôi biết, chuyện này thật sự không phải do cô làm đi. Vì để trở thành thiếu phu nhân của Phạm gia mà cô dám lấy oán báo ơn, lấy mạng đứa con của Phạm Hưng này sao? Em không có. Anh Hưng ơi, em thật sự không có làm. Cậu Phạm, cậu mau bỏ Vi Vi ra đi. Vi Vi nhà chúng tôi vô tội mà. Ít nhất cậu cũng phải nghe con bé giải thích chứ. Vi Vi, nếu như cô không giải thích rõ ràng, tôi sẽ cho cô đi cùng con tôi. Anh Hưng ơi, anh phải tin em. Em không có làm. Đoạn ghi âm đó chắc chắn là giả. Nhất định là anh ta. Chắc chắn anh ta muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu của em. Cô nói láo. Cái đó là do tôi sợ cô lật lọng nên mới lén ghi âm lại đấy. Anh nói láo. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mẹ tôi và anh Hưng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh. Đúng vậy. Cậu Phạm, con bé lúc nào cũng ở bên cạnh tôi mà. Đồ cặn bã. Đồ phụ nữ cặn bã. Đủ rồi. Tôi không muốn xem các người cắn nhau nữa. Cho dù cô có thừa nhận đoạn ghi âm này hay không thì tôi vẫn còn một bằng chứng khác. Cô không chối được đâu. Chị muốn làm gì? Bây giờ nhớ ra rồi chứ? Đây chính là toàn bộ sự thật.
Các vị, cái này là hung khí Bạch Vi Vi dùng để đánh ngất tôi. Bên trên có dấu vân tay của cô ta và máu của tôi. Trừ Tôn Thiên Gia, tất cả đồng phạm bắt cóc đều đã bị bắt. Nhân chứng vật chứng có đủ. Bạch Vi Vi, cô còn gì để nói không? Chịu hại người này của Bạch Vi Vi đúng là độc ác thật. Đàm Minh Nguyệt đáng thương thật. Chỉ trách Phạm Hưng có mắt không tròng, một lòng bảo vệ đồ nham hiểm đó. Đàn ông các người nhìn thấy gái đẹp liền thành đồ đầu đất hết. Cái gì mà báo ơn cứu mạng, ân nhân cứu mạng có cần cưới luôn không? Đúng chứ. Theo tôi thấy, cho một mớ tiền là xong chuyện. Chỉ là tiếc cho đứa trẻ còn chưa ra đời. Bạch Vi Vi, tôi tự thấy tôi chưa hề làm gì có lỗi với cô. Từ khi ba cô qua đời, tất cả chi phí của Bạch gia đều do Phạm Hưng tôi chi trả. Đây là cách cô báo đáp tôi sao? Đúng đấy, là tôi làm đấy. Thì sao nào? Tôi là một kẻ không có ba, không có chỗ dựa. Một cô gái xuất thân bần hèn, bị đồng tiền làm mờ mắt, muốn gả vào hào môn thì có gì sai chứ? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Huống hồ gì, rõ ràng là tôi quen biết anh trước. Tại sao chị ta có thể làm vị hôn thê của anh còn tôi thì không? Nên cô bất chấp thủ đoạn, răng bẫy hãm hại, thậm chí hại cả con của Phạm Hưng tôi. Bạch Vi Vi, người đàn bà độc ác này, cho dù tôi cô độc đến già, cũng sẽ không cưới cô. Cô đợi lệnh triệu tập của tòa án, ngoan ngoãn ngồi tù đi. Phạm Hưng, đứng lại. Nếu anh muốn đưa chuyện này ra pháp luật, vậy Đàm Minh Nguyệt cũng phải ngồi tù cùng tôi. Anh chưa quên nhỉ, chuyện cô ta hại tôi, khiến tôi không còn khả năng mang thai nữa. Cô, Phạm Hưng, anh đừng quên rằng Đàm Minh Nguyệt chỉ là mất đi một đứa bé còn chưa kịp ra đời, còn tôi vĩnh viễn không thể có con được nữa. Nếu anh dựa theo thỏa thuận giữa chúng ta, bây giờ cưới tôi, tôi sẽ không tính toán với cô ta nữa. Nếu không, chúng ta cứ việc đồng quy vu tận đi. Không tính toán nữa, đồng quy vu tận. Bạch Vi Vi, cô có tư cách sao? Có hay không chị thử là biết mà. Cùng lắm thì cả đám vào tù thôi. Không được. Đừng tố cáo Minh Nguyệt, tôi đồng ý. Đủ rồi. Vừa mù vừa ngu, đừng làm phiền tôi tính sổ với cô ta. Nói tôi thuê người hại cô sao? Dắt người đó ra đây. Là cô ta. Cô ta chính là chủ mưu đằng sau mọi chuyện. Bỏ tiền thuê tôi lái xe, đụng cô ta. Chuyện là như vậy, tất cả là do cô ta. Xin cô tha cho tôi. Bạch Vi Vi, giờ cô còn gì muốn nói không? Cô nghĩ ở đây ai cũng ngu hả? Mọi người ở đây sẽ ngốc đến mức tin tôi tự bỏ tiền thuê người sát hại tôi, tự tôi hại tôi, không thể sinh con nữa sao? Nếu mà nói thế thì Bạch Vi Vi cũng không giống như loại người tự mình hại mình. Đúng thật, có người phụ nữ nào chấp nhận chuyện mình cả đời vô sinh chứ? Không phải Đàm tiểu thư thuê sát thủ để trả thù thật đấy chứ? Nếu mà nói thế thì chuyện này tôi đã định giữ cho cô chút thể diện cuối rồi, mà cô lại liên tục không biết điều. Vậy thì đừng trách tôi mang ghi chép đã đến bệnh viện của cô ta ra đây, để mọi người cùng chiêm ngưỡng rốt cuộc ai mới là kẻ độc ác. Đừng làm vậy. Giấy cam kết của bệnh viện Hàng Vũ, giấy xét nghiệm của bệnh viện Thư Hoa, cái tôi cầm là của bệnh viện Hải Xuyên, còn đây là của một phòng khám tư nhân. Của tôi là chẩn đoán của bệnh viện Nhân Dân. Ở đây viết bệnh nhân đã nhiều lần dẫn đến nội mạc tử cung bị rách, cả đời này không thể mang thai nữa. Tổng cộng ở đây phải tầm 20 mấy tờ, còn đẻ được thì đâu phải người nữa. Vi Vi, chuyện này là thế nào? Nói mẹ nghe, có phải là thật không? Không phải thật đúng không? Đủ rồi, đúng đấy. Tất cả đều là sự thật. Là chính tôi thuê người hại mình. Nhưng liên quan gì đến các người chứ? Là tự các người ngu ngốc. Tôi chỉ cần bịa đặt vài câu là các người tin ngay. Tôi bẩn thỉu, còn các người thì không bẩn thỉu sao? Các người có biết là một cô gái xuất thân thấp kém như tôi muốn bước vào giới hào môn các người đã phải cố gắng đến thế nào, phải dùng bao nhiêu thủ đoạn không? Tôi đã làm gì sai chứ? Đủ rồi, Bạch Vi Vi, đừng đổi trắng thay đen nữa.
Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ phân biệt giàu nghèo, thậm chí tôi còn muốn giúp đỡ bọn họ. Là do cô không làm mà muốn có ăn, muốn một bước lên mây, muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng. Chính vì vậy mà bán rẻ bản thân, vi phạm pháp luật, suy đổi đạo đức. Cô đừng tự cho mình là đúng, lừa mình dối người. Nhận tội đi, tôi không sai, tôi không có lỗi. Đám nhà giàu các người là do các người hại tôi. Thế giới này thêm một người giàu thì có sao chứ? Chúng tôi giàu có thì sao chứ? Tiền của chúng tôi đều là tiền mồ hôi nước mắt nhiều năm trời. Là cô thích đi đường tắt, thủ đoạn dơ bẩn. Cô không chỉ lừa gạt chúng tôi, còn hãm hại Đàm tiểu thư, còn nói như mình có lý lắm. Cô không có tư cách vào giới hào môn của thành phố Hải. Cô là nỗi ô nhục của cả thành phố. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Bạch Vi Vi còn tồn tại ở thành phố Hải, Lâm gia chúng tôi sẽ phong sát cô ta đến cùng. Tôi điên thật rồi, lúc nãy còn nói giúp cho đồ ác độc này nữa. Lý gia tôi cũng tán thành, Vương gia cũng đồng ý luôn, Tần gia cũng vậy. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Bạch Vi Vi, chỉ cần chúng tôi còn tồn tại thì cô không có đường sống đâu. Anh Phạm Hưng ơi, im đi, tôi không có quan hệ gì với cô cả. Cô đợi thư mời của tòa án đi. Phạm Hưng, ba tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy. Kể từ giây phút cô kết liễu sinh mạng của con tôi, mọi chuyện đã khác rồi. Sao lại như thế chứ? Tiêu rồi, mất hết tất cả rồi. Được rồi mọi người, giờ sự thật đã được phơi bày. Là nạn nhân lớn nhất của vụ việc, chắc tôi có quyền xử lý Bạch Vi Vi nhỉ? Vậy thì làm phiền Đàm tiểu thư rồi. Thành thật xin lỗi, chúng tôi không nên cả tin như vậy, không nên hiểu lầm cô. Xin lỗi cô, trân trọng xin lỗi Đàm tiểu thư. Xin lỗi cô. Không cần đâu, hôm nay tôi có thể rửa sạch nỗi oan là tôi mãn nguyện rồi. Dù gì thì người mang tội lớn nhất là Bạch Vi Vi. Hy vọng sau này mọi người không tùy tiện phán xét. Khi chưa rõ sự tình cũng đừng vội tin lời đồn đại. Đàm tiểu thư, lời đồn có thể hại người, sau này chúng tôi sẽ không cả tin như vậy nữa. Đúng vậy. Đàm tiểu thư này, chúng tôi có thể rời đi được chưa? Bây giờ cũng trễ rồi. Cảm ơn Đàm tiểu thư. Mau về thôi, đi thôi. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đi. Đến lúc phải hạ màn rồi. Các người làm gì vậy? Nào, mau qua đây đi. Thả tôi ra. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đủ rồi, ngồi yên đi. Ngoan ngoãn nhìn vào máy quay cho tôi. Minh Nguyệt, Vi Vi, hai người có sao không? Hai người đang ở đâu? Mau thả bọn họ ra. Nếu không tôi thề sẽ dùng hết tất cả mọi cách khiến cậu sống không được yên thân. Phạm thiếu gia, có phải anh đang nhầm rồi không? Bây giờ người bị uy hiếp là anh, chứ đâu phải tôi. Nào, để Phạm thiếu gia nhìn xem. Thấy rõ chưa? Hai người phụ nữ anh yêu nhất đều đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cứu bọn họ thì mang 50 triệu đến đây. Nếu không thì tôi chỉ cần dùng lực một chút thôi. Không biết ai sẽ là người ra đi đây. Tần Nam, mau bảo bộ phận tài vụ chuẩn bị cho tôi 50 triệu tiền mặt. Minh Nguyệt, Vi Vi, đừng sợ, anh đến rồi. Phạm thiếu gia, đến nhanh quá nhỉ. Xem ra hai người phụ nữ này đối với anh cũng rất quan trọng đó chứ. Đừng nói nhảm nữa, tôi mang tiền đến rồi đây. Thả người đi.
Bây giờ có thể thả người chưa? Được thôi. Phạm thiếu gia, hãy chọn một người đi. Ý cậu là sao? Ý của tôi là 50 triệu thì chỉ có thể chọn một người. Cho nên chọn một trong hai đi. Cậu dám đùa giỡn tôi? Sao lại nói tôi đùa giỡn anh chứ? Phạm thiếu gia, anh nghĩ xem. Anh đưa cả hai người đi, tôi thoát thân kiểu gì đây? Hơn nữa, lỡ như anh cho người mai phục bên ngoài thì sao? Vậy nên 50 triệu, anh được chọn một người. Người còn lại phải làm con tin cho tôi. Cậu dám? Tôi không hề cho người mai phục. Tôi không cần biết. Tôi bắt cóc còn phải nói đạo lý với anh sao? Nhanh lên, chọn một trong hai người đi. Nếu không thì tôi lấy mạng cả hai. Chọn. Tôi chọn. Vậy mới đúng chứ. Nói đi, chọn ai? Tôi cũng thật là. Chúng ta bắt cóc cũng phải theo chủ nghĩa nhân đạo. Mau bỏ khăn bịt miệng ra. Dù sao thì cũng phải cho nạn nhân một cơ hội để con kịp nói lời chăn chối. Phạm Hưng, cứu em với. Em không muốn mất mạng. Minh Nguyệt, anh Phạm Hưng, anh cứu chị ấy đi. Em không sao cả. Vivi, em. Anh Phạm Hưng, không sao đâu. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Em đã thỏa mãn rồi. Anh cứu chị ấy đi. Em không trách anh. Đủ rồi, Bạch Vivi. Dẹp mấy lời giả dối đó đi. Nếu cô không hẹn tôi ra, tôi cũng sẽ không bị bắt cóc. Em xin lỗi. Em cũng không ngờ có người bắt cóc chúng ta. Im đi. Cô đừng diễn kịch nữa. Phạm Hưng, anh nói đi. Anh sẽ chọn ai? Em và Bạch Vivi. Rốt cuộc anh chọn ai? Anh Phạm Hưng. Đều là lỗi của em. Anh mau cứu chị ấy. Được rồi. Tôi không có thời gian diễn tuồng với mấy người. Cho anh 3 giây cuối cùng. Nếu không chọn được thì bỏ mạng hết đi. Có hiểu chưa? 3. Phạm Hưng. 2. Vivi không trách anh. 1. Xin lỗi Minh Nguyệt. Tôi chọn Vivi. Thả người đi. Anh Phạm Hưng. Phạm Hưng. Xin lỗi Minh Nguyệt. Vivi là con gái duy nhất của người đã cứu mạng anh. Anh phải cứu cô ấy. Em yên tâm. Sau khi trở về anh sẽ lập tức gom tiền. Anh chắc chắn sẽ cứu em. Không được làm gì cô ấy. Phạm Hưng. Đừng trách tôi tàn nhẫn. Muốn trách thì trách con của cô ngáng chân người khác. Không đâu. Sẽ không đâu. Chỉ có mấy lần đó thôi. Không thể có thai đâu. Không thể nào. Con ơi, Quốc Cường, Quốc Cường, cứu tôi với. Thư triệu tập của tòa án, tội phạm Bạch Vivi. Theo điều tra, gần một năm nay, cô đã phạm các tội. Một là ngụy tạo chứng cứ vu khống người khác. Hai là chuốc thuốc mê người khác. Ba là ăn cắp bí mật thương mại của công ty. Bốn là dùng tiền mua chuộc, chủ mưu bắt cóc, cố ý mưu sát. Thông qua điều tra, phán tội tử hình treo. Lệnh tử hình treo, lập tức chấp hành. Tử hình treo? Không,
Không thể nào, sao tôi lại bị phán tội tử hình được? Anh nói bậy. Thả tôi ra, mau thả tôi ra, thả ra. Phán quyết không sai, tội danh lớn nhất của cô là cố ý giết người. Khi nào bị hại qua đời, cô phải thi hành án ngay. Không thể nào. Anh mở mắt ra nhìn đi, Đàm Minh Nguyệt vẫn đang sống sờ sờ mà. Phán quyết không hề sai. Nạn nhân Đàm Minh Nguyệt đã đi giám định thương tích, không còn sống bao lâu. Xin tuân theo phán quyết, đưa đi. Đợi đã. Không còn sống bao lâu nghĩa là sao chứ? Anh nói rõ đi. Nghĩa là sao ư? Không phải quá rõ ràng sao? Khi nào tôi mất mạng, Bạch Vivico sẽ phải đền tội. Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cô nợ máu trả máu. Không thể nào. Không đâu. Nói dối. Các người nói dối. Chị ta rõ ràng đang sống tốt, sao mà mất mạng được chứ? Tôi tố cáo các người. Các người nói dối. Buông ra. Bạch Vivi, cô gài bẫy tôi. Tôi phản bội Phạm Hưng từ khi nào chứ? Tôi thuê sát thủ hại người từ khi nào chứ? Tất cả việc này đều do cô làm phải không? Đúng vậy. Chị gái, tôi chính là muốn chị thân bại danh liệt, chính là muốn anh Phạm Hưng phải chán ghét chị. Dựa vào cái gì mà một thiên kim đại tiểu thư ngu ngốc có thể nhận được mọi thứ, còn tôi chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Mọi thứ của chị sau này sẽ là của tôi rồi. Chị ơi, đời sống riêng tư của chị, đoạn phim lén lút với người khác đang được lan truyền khắp nơi. Bây giờ âm mưu thuê sát thủ bị lộ, bởi vì chịu không nổi công kích nên đã kết liễu. Mọi người sẽ không hiếu kỳ chứ? Chị nhanh chóng kết liễu đi, nhường lại vị trí của chị cho tôi. Sau này người đàn ông của chị là của tôi, hạnh phúc của chị tôi sẽ hưởng. Phạm Hưng, cứu em. Em vẫn muốn sống. Cô lại đang giở trò gì nữa? Em không có. Em cầu xin anh, xin anh hãy cứu em. Trang điểm đẹp đấy, diễn xuất càng ngày càng tốt. Đàm Minh Nguyệt, cô bây giờ thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Em sắp không chịu nổi. Phạm Hưng, hôm nay anh bước ra ngoài, em sẽ quyên sinh cho anh xem. Cô bây giờ quả thật là không từ mọi thủ đoạn, hèn hạ đến mức khiến người ta buồn nôn. Đừng gọi cho tôi thêm lần nào nữa. Muốn quyên sinh thì làm đi. Phạm Hưng, anh phải hứa với em, cả đời này phải đối xử tốt với em, không được rời xa em. Cô gái ngốc, anh hứa cả đời này chỉ yêu một mình em, mãi mãi không buông. Em không tin. Anh thề đi. Anh xin thề. Em cũng thề. Anh là đồ lừa đảo. Buông tôi ra. Minh Nguyệt, anh biết sai rồi mà. Là anh có mắt như mù, tự cho mình là đúng, nghe lời nói phiến diện, không tin tưởng vào trái tim mình. Anh yêu em. Anh biết sai rồi. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội, để anh được bù đắp cho em. I don't know.
Yêu tôi sao? Anh yêu em. Muộn rồi, Phạm Hưng. Tình yêu đến muộn thì rất rẻ mạt. Anh mà xứng yêu tôi sao? Anh mà xứng để tôi cho một cơ hội sao? Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Tránh ra. Minh Nguyệt, cô ổn chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Quốc Cường, anh biết mà. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Buông tôi ra đi. Minh Nguyệt, anh để tôi nói hết với anh ấy đi. Minh Nguyệt, em sao vậy? Anh Phạm Hưng, anh không hiểu sao? Tôi sắp qua đời rồi. Sao có thể chứ? Lúc nãy em vẫn khỏe mạnh mà. Sao lại như vậy chứ? Em lừa anh đúng không? Em đang nói dối đúng không? Buông tôi ra. Anh nghe cho rõ đây. Anh có biết tại sao tôi có thể khiến Bạch Vivi bị phán tử hình không? Bởi vì tối hôm qua cô ta cố ý sát hại tôi. Tôi đã gọi cho anh, cầu cứu anh. Chính anh, là anh chính tay lấy mạng tôi. Tôi muốn anh phải áy náy cả đời. Phạm Hưng, không được rồi. Xin anh đấy. Cô bây giờ đúng là bất chấp mọi thủ đoạn. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Quốc Cường, quên tôi đi. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Em tỉnh lại đi. Chuyện gì vậy? Cứu cô ấy. Lê Quốc Cường, anh không phải là bác sĩ y khoa hàng đầu sao? Cứu cô ấy, mau cứu cô ấy. Tôi không muốn cứu cô ấy sao? Không kịp nữa rồi. Đã không còn kịp nữa rồi. Cổ tay của Minh Nguyệt bị Bạch Vivi cắt quá sâu. Cả bồn tắm toàn là máu. Cả một bồn tắm đấy. Anh nghĩ cô ấy còn sống được sao? Nếu không phải tôi dùng thuốc kéo dài mạng sống cho cô ấy, anh tưởng anh còn gặp được cô ấy sao? Phạm Hưng, tôi muốn anh nhớ cả đời. Là chính tay anh hại cô ấy mất mạng. Anh đã lấy mạng cô ấy. Lấy mạng cô ấy. Sếp, sao thế? Anh bị sao thế? Tôi ổn. Liên lạc được với cô ấy chưa? Tôi đã thử gọi nhiều lần, nhưng Minh Nguyệt tiểu thư không bắt máy. Để tôi. Thưa quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi. Chán sống rồi sao? Phạm Hưng. Phạm Hưng, em yêu anh. Rõ ràng là anh yêu chị ấy, đừng nói nữa. Kể từ giây phút cô ta phản bội tôi, chúng tôi đã không thể nữa rồi. Bây giờ Bạch gia thật không dễ dàng gì đồng ý rút kiện. Hy vọng cô ấy rút ra được bài học sau chuyện này. Nhớ lấy bài học này. Đừng giống như hồi lúc trước, làm theo ý mình.
tôi đối với cô ấy cũng xem như hết lòng hết sức rồi.